Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, đã 2 thập kỷ trôi qua kể từ ngày mà chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt trên thị trường. Và có lẽ Steve Jobs và thậm chí là cả Apple nữa cũng không thể nào ngờ tới được những tác động to lớn làm thay đổi cả thế giới của những chiếc iPhone mang lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem iPhone đã thay đổi thế giới như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. iPhone 14 series sắp ra mắt. Giá iPhone 11 đến iPhone 13 series đang ở mức giá cực kỳ dễ chịu hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang quan tâm tới các sản phẩm này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn nhớ vào thời điểm năm 2007 là thời điểm mà chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt thì sản phẩm này trong mắt người dùng nó rất là ngầu. Và đây cũng là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng cái bàn phím cảm ứng thay vì là những cái bàn phím cơ học quen thuộc như là cái sản phẩm của BlackBerry. CEO của Microsoft thậm chí còn đưa ra nhận định rằng 500 USD cho một chiếc iPhone là quá đắt đỏ và thậm chí nó sẽ không thể nào hấp dẫn được giới doanh nhân bởi vì họ sẽ khó để mà gửi email. Thực tế thì đã chứng minh rằng sức hút của iPhone là vô bờ bến và cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã thay đổi hoàn toàn những cái thói quen của người tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 5 điều mà iPhone đã thay đổi thế giới nhé. 1. Sự phổ biến của Apple Store. iPhone 3G ra đời vào năm 2008 và cũng là lần đầu tiên Apple Store xuất hiện. App Store cho phép lập trình viên của tất cả những đơn vị khác, từ một startup thành viên cho đến những doanh nghiệp lớn, có thể đăng ứng dụng và tiếp cận với người dùng. Dịch vụ này nghe rất tốt, nhưng ở thời điểm đó Apple nghĩ rằng chỉ cần 50 đơn đăng ký ứng dụng đã là một thành công rồi. Và kết quả thì đã vượt ngoài cả mong đợi, họ nhận được 500 đơn đăng ký. Tính đến tháng 4 năm 2009 thì mỗi tuần App Store nhận được hơn 25.000 lượt đăng ký phê duyệt ứng dụng. Apple Store trở thành hệ sinh thái phần mềm đa dạng nhất và dễ kết nối nhất mà thế giới từng chứng kiến. Và những tên tuổi như Instagram, Waze, Uber hay Snapchat đều có xuất phát điểm từ một ứng dụng trên iPhone. Thứ hai đó là nhập mật khẩu khi mua sản phẩm. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản và quen thuộc đúng không? Đây được coi như là một bước xác nhận lại quy trình sau khi mà chúng ta mua sắm những cái ứng dụng ở trên những cửa hàng điện tử. Ngày nay chúng ta đã có rất là nhiều những cái phương pháp để xác nhận, ví dụ như là Face ID, Touch ID hay là nhập lại mật khẩu. Tuy nhiên thì nó xuất phát từ một mánh khóe vô cùng thú vị của Apple. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ nhé. Quy trình này được gọi là Miley Rule. Cái tên bắt nguồn từ cô gái Miley của một chuyên gia nhận xét Apple Store khi cô gái vô tình thực hiện một lần mua sắm trong game và khiến thẻ tín dụng của bố mình bị trừ 450 USD. Đây không phải là trường hợp trừ tiền duy nhất. Apple đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ khách hàng về các mánh khóe mua hàng được ẩn giấu kỹ trong các app. Vậy nên trong đợt cập nhật sau đó, Apple đã yêu cầu người dùng phải nhập lại mật khẩu khi thực hiện bất kỳ hành động mua sắm nào trong lúc đang sử dụng ứng dụng. Và Apple đã dùng vô chiêu thắng hữu chiêu như thế đấy. Thứ ba đó là sự phổ biến của camera selfie hay là camera trước. Trên thực tế thì Apple đã suy tính đến việc sản xuất camera riêng của họ vì họ không hiểu về phần cứng và phần mềm chụp ảnh hơn bất kỳ công nghệ nào trên thế giới. Tuy nhiên sau đó họ đã nhận ra rằng chẳng ai muốn mang theo cùng một lúc hai thiết bị. Họ đã chuyển sang ý tưởng dồn tinh hoa chụp hình vào điện thoại. Và iPhone 4G ra đời với một chiếc camera trước, phần lớn là để tiện cho gọi FaceTime. Nhưng rồi rốt cuộc, camera trước đã mở ra cả một kỷ nguyên selfie, chụp ảnh tự sướng và các ứng dụng camera trước như là Snapchat cũng đã ra đời từ đây. Thứ tư, đó là nhu cầu sử dụng màn hình lớn hơn. Apple thì trước đến nay nổi tiếng rằng độ cứng đầu của họ, thế nhưng mà cuối cùng họ cũng đã phải thừa nhận rằng việc một cái màn hình lớn hơn sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn rất là nhiều. Vào năm 2014, điện thoại Android mở rộng màn hình lên từ 5 đến 6 inch. Thời điểm đó, Apple đã thắng kiện Samsung về vi phạm bằng sáng chế, không liên quan đến kích thước màn hình và nhận được 530 triệu USD. Nhưng ngay trong quá trình này, Apple đã nhận ra rằng màn hình iPhone cần phải lớn hơn nữa và những sản phẩm iPhone thế hệ tiếp theo như iPhone 6, iPhone 6 Plus có màn hình lớn hơn đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Thứ năm cũng là điều quan trọng nhất, rằng iPhone đã thay đổi toàn bộ thói quen của người tiêu dùng đối với việc sử dụng smartphone. Andy Warhol từng nói, đừng nghĩ đến việc tạo nên nghệ thuật, chỉ làm ra thôi, hãy để người khác đánh giá và xem xét nó tốt hay xấu. Bản thân Steve Jobs và đội ngũ của Apple đã chọn hướng đi đó. Steve Jobs cũng từng chia sẻ rằng, ông là một người tạo nên công cụ, ông muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất mà ông có thể, còn những việc sau đó thì không ai có thể lường trước được. Trong một bộ phim tài liệu, nhà làm phim Joanna Sturm đã nói, Apple
Apple chỉ đơn thuần là muốn tạo nên một thiết bị tốt nhất có thể, chứ không hề nghĩ đến việc tạo ra một thứ gì đó thay đổi được cả thế giới. Và đó cũng là những gì mà một công ty sản xuất điện thoại có thể làm. Phần còn lại là của khách hàng. Khách hàng mới chính là người quyết định xem sản phẩm điện thoại đó có tốt hay không, có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không, có làm cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn hay không. Và những gì người dùng đã làm được với iPhone chính là những điều mà Apple cũng không thể nào ngờ tới được. Và đó là những điều mà Apple đã giúp góp phần làm nên thế giới của chúng ta ngày hôm nay, một thế giới thay đổi hoàn toàn kể từ năm 2007, thời điểm mà chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Còn bạn thì sao? Các bạn nghĩ thế nào về những cái sản phẩm của Apple? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe cho Hoàng Hà Channel, ấn vào nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, see ya. Thứ hai hay là camera trước đó thì nó đã tạo nên một cái nền. Trời ơi!